Hàng xóm lắm chiêu. Này, ông tính thế nào đi chứ? Chả nhẽ lại chịu thua hai mẹ con nhà hàng xóm à? Bà làm gì mà cứ nhằn lên thế? Đâu khắc có đó, vội vàng là hỏng việc, hiểu chưa? Nhưng mẹ con họ lì lắm. Tôi đã làm đủ mọi cách rồi. Thuê cả đầu gấu, dọa nạt mà mẹ con bà Thúy vẫn nhất định không chịu bán nhà, dọn đi đâu hết. Này nha, tôi là tôi cấm việc, bà nhờ đầu gấu đấy. Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, không việc gì phải làm ầm ĩ. Bà làm thế vừa mang tiếng vừa hỏng việc ít gì. Ông cứ nói thế, cơ mà ăn thua gì đâu. Cứ dụng kế như tôi nhẹ nhàng mà sâu cay cho mẹ con họ sợ, tất họ sẽ tự nguyện rời đi. Mình vừa được việc lại không mang tiếng. Con chào ba mẹ. Sang một mình thôi à? Bụng mang dạ chữa, sao không bảo chồng nó đưa sang? Anh ấy vẫn bận chuyện đất cát đấy, rõ mệt. Ba mẹ xem thế nào, mua đất mảnh đất nhà bà Thúy cho vợ chồng con đi. Thôi được rồi, để ba mẹ tính. Ba mẹ không thể để mất cơ hội này được. Theo tin mật thì thành phố sẽ mở đường vành đai 3 qua huyện ta. Con đường ấy mở thì nhà mình ở mặt đường. Mua được nhà bà ấy thì tha hồ thuận tiện buôn bán làm ăn à. Bố mẹ biết rồi, con không phải lo. Hôm nay con được 2 điểm 10 mẹ ơi. Con phải cố gắng học hành, để sau này có công ăn việc làm ổn định, mẹ con mình mới bớt khổ được. À, này chị ơi, sao chị vô ý thế? Hắt nước ướt hết người mẹ con tôi rồi. Ấy chết, hai mẹ con ngồi đấy à. Tôi không biết, lỡ tay hắt chậu nước tưới cây. Bó rau thì vào ngồi lui vào trong, tránh cái hàng rào ra hộ nhé. Người đâu thật là tai ngược. Hai mẹ con nó vừa được tắm xong. Cứ thế thôi, chán nhẹ ắt cũng phải biến đi thôi. Hả? Sao thế này? Sao lại có người ác ý thế chứ? Sao nhà cô Thúy lại nhiều rác thế kia? Vâng, chả biết ai vô ý thức nên vứt rác bừa bãi, vứt cả sang nhà tôi bà. Họ xem nhà tôi như chỗ để rác không bằng. Ừ, mà tôi chả hiểu cô gây thù chuốc oán với ai, suốt ngày thấy bị đe dọa, hôm thì đầu gấu đến tận nhà. Nào tôi dám gây thù chuốc oán với ai đâu ạ. Tôi nghe bảo cô định bán mảnh đất này hả? Cô tính thế cũng được, mà nếu có bán, cô để cho vợ chồng tôi nhé. Không bà, đất là của cha ông để lại. Bà nghe ai bảo thế? Ở đây quen rồi, lại có bà con hàng xóm. Đau quá. Trời, cái mày làm sao thế kia? Nín đi nào, nín đi cháu ngoan. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, hôm nay mẹ con cháu không biết ra sao nữa. Ôi dào, ân huệ gì. Nghỉ ngơi đi cho khỏe cháu à. Sao cô lại ở đây? Con gái còn không sao chứ? Hôm nay con sang nhà, giữa đường mưa to, đường trơn nên bị ngã xe. Cũng may có cô Thúy nên mẹ con của con mới sống sót được à. Ôi, đúng là phúc nhà tôi còn lớn lắm. Cảm ơn cô nhiều. Hàng xóm với nhau có gì mà chỉ bảo ơn với Huệ. Thôi, hai bác ở lại với cháu, tôi xin phép về đây. Vâng, cô về. Cảm ơn cô nhé. Tôi ân hận quá. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ ý định mua lại mảnh đất của cô ấy thôi. Vâng, nghĩ mình cũng tệ với cổ. Có lẽ còn phải sang xin lỗi vì những việc mà vợ chồng mình gây ra nữa chứ. Cháu ngoan, cháu sinh ra đã có phúc, nhất định lớn lên sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Ông Quang ngạo mạn. Hôm nay Trần Tứ đến chơi, mình phải cho ông ta biết thế nào là gia thế phủ quan huyện Trương Tam. Đừng tưởng chỉ có mình là nho nhã sang trọng hơn người nhé. Bay đâu? Dạ, bẩm quan cho gọi con ạ.
Hôm nay nhà ta có khách, các ngươi phải chuẩn bị tiệc hết sức linh đình cho ta. Bao nhiêu của ngon vật lạ mang trưng hết ra, rõ chưa? Dạ bẩm, con rõ rồi ạ. Người thấy ta thế nào? Dạ bẩm ông, hôm nay nhìn ông nho nhã sang trọng lắm ạ. Nhất là đôi ủng ông mới sắm đi cùng bộ y phục này, quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Đúng thế, càng nhìn càng thấy ta thật là sang trọng. Đã lâu lắm rồi ta mới quay lại huyện này, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Dân chúng nghèo vẫn hoàn nghèo. Đã nghe nói dinh thự quan huyện to rộng, nhưng thật không ngờ lại to lớn nhường này. Chào Trần đại nhân. Chẳng mấy khi rồng lại đến nhà Tôm chơi, thật là vinh dự cho tôi quá. Mời ông vào nhà. Bay đâu, mau pha trà, chuẩn bị rượu thịt mời Trần đại nhân. Nào, mời ngài. Đây là loại trà hảo hạng nhất ta được người Mạn Bắc biếu đấy. Hiếm có lắm. Ồ, thật vinh dự cho tôi. Nhờ có chuyến thăm tới nhà ngài mới được thưởng thức thứ trà vừa quý vừa hiếm này. Chứ thường ngày tôi chỉ dùng trà nhà trồng được thôi. Đúng đấy, hiếm lắm, quý lắm. Ngài không sao chứ? Ồ, không sao. Ơ, ngài cũng có đôi ủng này sao? Hóa ra là giống đôi ủng của ngài. Hai đôi ủng giống nhau, chúng ta quả là tâm đầu ý hợp đấy, thưa ngài Trương Tam. Hừ, tên chủ tiệm giày nói đây là giày theo thủ công hiếm có lắm, vậy mà ông ta cũng có một đôi. Thật mất mặt. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là tâm đầu ý hợp. Lần trước lên kinh thành, ta vào tiệm giày nổi tiếng nhất trên đó. Tay chủ nói đây là đôi giày theo kỳ công nhất, ta đã không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để mua. Ông ta có vẻ không được hài lòng khi mình cũng có một đôi ủng như vậy. Chắc lại tiếc tiền bỏ ra mua rồi đây. À, phải rồi. Ông nói đúng, ta cũng đã phải bỏ một khoản không nhỏ để mua đôi ủng này. 8 quan cơ đấy. Cái gì? 8 quan sao? Đúng, 8 quan. Tại sao hắn lại dám lấy của ta những 16 quan chứ? Hắn dám ăn chặn tiền của ta à? Hừ, ta sẽ không tha cho tên bán giày chết tiệt đó. Người đâu? Lôi tên bán giày đến đây cho ta. Dạ. Kìa, ngài Trương Tam, sao ngài lại giận dữ làm vậy? Tôi với ngài phẩm hàm ngang nhau, vậy mà hắn bán cho ngài đôi giày ấy 8 quan, lại bán cho tôi những 16 quan. Hắn đáng tội chết lắm. Tôi phải... Ấy chết, ngài vội vàng quá. Tôi nói 8 quan là một chiếc giày thôi. 2 chiếc của tôi cũng là 16 quan đấy chứ. Hả? Sao? Chẳng ai dám ăn chặn tiền của ngài đâu. Tiếng bổn quan Trương Tam ai mà chẳng biết. Ngài là vị quan biết lo cho túi tiền của mình nhất mà tôi từng biết đó ngài Trương Tam. Giá như ngài cũng biết lo cho túi tiền của dân như vậy thì tốt biết mấy. Thưa đại nhân, người thợ đóng giày đã tới đây ạ. Đại nhân cho gọi tiểu nhân đến có việc gì vậy ạ? À, đôi ủng ngươi đóng cho ta đi rất vừa, rất đẹp. Vậy tốt quá, cảm ơn đại nhân đã có lời khen. Trương Tam đại nhân rất hài lòng với đôi giày của ngươi. Ngài ấy hứa sẽ ban thưởng cho ngươi 10 quan tiền nữa. Ờ, ta... Tạ ơn đại nhân. Ý tưởng bất ngờ. Đợi tao ở ngoài nhé. Anh bị từ chối vì ngài thư ký tòa soạn bảo anh thiếu sự phong phú trong ý tưởng. Ta đi chỗ khác vậy.
đợi tao lần này nữa nhé. Ban giám đốc nhắn rằng anh không phù hợp với vị trí họ cần. Đã hơn một tuần rồi, ta đã bị từ chối quá nhiều. Giờ đi về căn nhà ổ chuột của mình thôi. Ngày mai tính tiếp. Ta chỉ đủ tiền để thuê căn nhà ổ chuột này, nên chú mày phải học cách chấp nhận nhé. Mẹ ta nói, khi con người tới đường cùng, ông trời sẽ mở lối thoát. Thế mà... Giải nhất sáng tạo nhân vật hoạt hình năm nay dành cho họa sĩ trẻ Up Equus với hình tượng chuột Mickey. Đúng là ông trời sẽ mở lối khi ta bị cùng đường. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!